Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món hoành thánh mì nha các bạn. Mình làm món hoành thánh trước. Mình có thể ăn hoành thánh không hoặc là mình ăn chung với mì thì gọi là hoành thánh mì. Hoành thánh mì thì mình có tôm. Tôm các bạn lột vỏ cắt từng chỉ để tủ lạnh đến khi nấu mình mới lấy ra nha. Giữ cho tôm nó lạnh thôi, nó dễ bị ươn lắm. Mình có đây khoảng 190g, coi như 200g đi, là khoảng 7 ounce, gần nửa pound. Mình có 200g tôm, mình sẽ dùng khoảng 300g thịt heo xay. Mình có hành tây, tỏi, hành ta với một chút xíu gừng. Đây là nấm đông cô tươi đó các bạn, tại vì mình còn nhiêu đây thành ra mình xài hết, nếu không cũng bỏ. Nấm tươi không có để lâu được. Các bạn có thể dùng 2 hoặc 3 tay nấm hương hay nấm hương khô, các bạn ngâm nước cũng được. Nhưng mà mình có tươi thì mình xài tươi. Lá nấm nấm mèo thì mình sẽ bỏ vô nhân của hoành thánh nha các bạn. Người bạn cho mình một bịch khô mực, thành ra hôm nay mình dùng. Nếu không có khô mực các bạn có thể dùng tôm khô cũng được nha. Trước giờ mình xài tôm khô không à. Tại bây giờ người bạn đi Việt Nam về cho một bịch khô mực. Mình có 2 trái trứng, còn lại là gia vị này là muối, tiêu, hành tỏi, các bạn biết rồi. Các bạn mua cái vỏ hoành thánh nè, càng mỏng càng tốt. Cái dày khó cuốn lắm. Mình có mua hộp mì như vậy. Các bạn có thể mua sợi lớn hay sợi nhỏ. Lát nữa mình chỉ tơi nó ra rồi mình trần nó lên thôi. Tại vì mì mình mua về để lâu không có được, thành ra mình ăn cái này giống như là bánh canh của Việt Nam mình, cái này của Đại Hàn. Coi như món này là lai tùm lum hết việc tàu Đại Hàn. Các bạn xài cái này ăn cũng được, mình ăn cũng ngon rồi. Nước mì mà ăn với cái này gọi là udon đó, là giống như Việt Nam mình là bánh canh đó. Tựa tựa như vậy. Bây giờ mình xay tỏi rồi mình phi tỏi trước đi, rồi mình lấy cái nước mình ướp thịt luôn. Tỏi thường mình hay đập ra trước khi mình phi, nhưng mà hôm nay trễ rồi làm lại. Mình để mình phi rồi mình qua mình làm tiếp. Dầu nóng rồi, bây giờ mình bỏ tỏi vô phi. Phi tỏi các bạn cho lửa nhỏ thôi nha. Các bạn phải cẩn thận, tỏi nó vừa vàng tới là mình đổ ra liền. Nếu không nó khét á. Tỏi này mình phi mà sống quá ăn cũng không có ngon, mà cháy quá ăn cũng không có ngon nữa. Nó vừa tới thì các bạn đổ ra liền. Chứ nếu không trong chảo hồi nó còn nóng á, nó sẽ tiếp tục nó vàng, nó khét của mình. Gần vàng tới đó, cái khúc này nó sẽ lẹ lắm. Đúng theo ý mình muốn rồi nha các bạn, mình lấy ra. Các bạn đổ ra như vậy nó nguội, nó sẽ không còn tiếp tục chín nữa. Tỏi mình phi xong rồi các bạn ha. Hôm nay mình không dùng hết tỏi, thành ra mình sẽ bỏ vô cái keo này. Mấy lần làm cứ lười, xài hết rồi lười. Mình để lại lát nó vừa đủ cho lên tô thôi. Các bạn nhớ tỏi phi như vậy thôi nha, đừng có cho nó vàng hơn. Nếu mà các bạn để nó vàng hơn nó sẽ cháy đó. Mỗi lần mà bạn nấu canh hay là món xào gì đó mình cho mấy tỏi này vô. Luôn luôn mình làm sẵn một cái tỏi như vậy. Thường mình có thịt hay tôm trong tủ lạnh đó, mình cứ lấy ra mình làm thôi. Mình cũng nhắm chừng thôi chứ không để ý nữa. Nhưng mà có nhiều bạn nói mình cho cân lượng đó, thành ra mình cho cân lượng 200g tôm, bây giờ mình làm 320g thịt. Hơn một chút cũng được hay là ít hơn một chút cũng không sao, nó là đại khái thôi. Có thể lát nữa còn dư một ít thịt này nè, mình bỏ vô mình làm nước luôn. Bây giờ mình cho hành vô xay. Ngò mình không có ăn cái cọng, cọng mình bỏ vô đây cho nó thơm luôn. Củ hành lá cũng vậy. Mình cho nấm mèo vào mình xay luôn. Khỏi phải cắt, đúng là mình cắt nhỏ. Cái này là mình chế thêm chứ trong hoành thánh không có nấm mèo, mình bỏ vô thêm cho thơm.
Bây giờ mình sẽ bỏ tôm này, tôm mình có 200g tôm. Mình đã rửa rồi, mình ngâm muối, cắt cái đen ra hết rồi. Mình xay sơ sơ thôi. Bây giờ mình cho trộn với thịt, thịt này mình đã băm rồi. Mình có thể mình để ra ngoài mình trộn cũng được, nhưng mà mình cho vào đây luôn. Rồi, bây giờ mình đập trái trứng vô. Mình cho khoảng 1 muỗng canh bột năng vô nha các bạn, để giúp nó kết dính lại với nhau đó. Bây giờ coi như mình chỉ trộn nó lên thôi. Các bạn cho non nửa muỗng tiêu nha các bạn. Cũng vậy, đường, non nửa muỗng đường, chút muối, khoảng 1 muỗng cà phê bột nêm. Mình cho thêm 1 muỗng nước mắm vô. 1 muỗng cà phê nước mắm. Các bạn có chừng mặn quá nha, nếu mà mặn quá là mình thua đó. Tại vì nhân này là không có sửa được nữa. Rồi. Sau khi ướp thịt xong đó, các bạn muốn thử lại đó, nếu bạn chưa quen hoặc lần đầu tiên bạn làm á, lấy một chút xíu thịt chừng 1 muỗng canh cũng được. Các bạn bỏ vào cái dĩa nhỏ đó, xong mình bỏ vào microwave có thể khoảng 1 phút là được rồi. Các bạn nếm thử coi thịt có vừa không nha, có cần phải nếm gì không các bạn nhớ nha. Mình cho 1 muỗng canh dầu ăn vô nha các bạn, dầu tỏi phi đó cho nó thơm. Coi như là mình xong nhân cho hoàn thánh rồi các bạn. Mình định dùng 2 lon súp gà để làm nước dùng, nhưng mà còn giữ ít thịt này ra mình ướp, mình làm bỏ vô chung luôn, còn còn chút à. Bây giờ mình sẽ ướp theo kiểu này, thật sự là đã chiến. Mình cho ít tỏi bột vô. Cái này cũng là hành sấy. Cũng giống vậy, chút xíu tiêu. Các bạn có thể xài tiêu trắng nếu mà các bạn thích, tại vì tiêu trắng cay hơn tiêu đen. Tiêu trắng mình không thấy màu đen trong thịt. Non nửa muỗng đường. Chút muối. Một muỗng bột nêm. Mình dùng muỗng cà phê nha các bạn. Chút xíu nước mắm. Muỗng vậy thôi. Ướp đã chín 100%. Đúng ra mình phải ướp 15-20 phút mình mới làm. Mình cho một chút dầu phi tỏi vô. Các bạn siêng thì các bạn làm vậy nha. Có nhiều khi mình lười mình cũng không có làm. Thịt này đó các bạn nếu muốn làm nước dùng cho ngon đó, có 2 cách tùy theo sở thích của mỗi người. Các bạn có thể đứt từng viên thịt này bỏ vô nồi nước sôi, hoặc còn một cách nữa là các bạn xào sơ lên. Nếu mà các bạn xào sơ lên thì cái nước của mình nó sẽ không có được trong á. Mình ăn ở nhà mình không có cần nước nó trong á, thì các bạn xào sơ lên cái nước nó đậm đà hơn là các bạn để nguyên thịt các bạn vo viên lại như vậy các bạn bỏ vô. Nói chung ra là cách nào cũng được hết, tùy theo sở thích. Đó là 2 cách mà mình có thể làm. Mực này lát nữa mình bỏ vô nước luôn. Như hồi nãy mình nói các bạn có thể xài tôm khô cũng được nha. Lát nữa nấm mình cũng bỏ vô luôn trong nồi nước. Hành tây cũng vậy, bỏ hành tây vô hết. Bây giờ thớt mình còn sạch thôi, mình thái ngò với hành ra luôn. Bạn muốn thái kiểu nào thái nha. Lớn cũng được, nhỏ cũng được. Nói chung mình ăn ở nhà thì mình cứ làm theo sở thích mình thôi. Cái dĩa nhỏ này đi, lát nó dễ lấy. Mực này mình có nướng sơ rồi mình rửa rồi nha các bạn. Mình ăn chắc mình rửa thôi chứ thường người ta nướng ăn luôn chứ không có rửa. Gừng cũng vậy, gừng mình cho chút xíu thôi. Tại mình không thích cái mùi gừng nhiều cho lắm. Bây giờ mình sẽ làm hành thánh nha các bạn. Đập cái trứng.
Bây giờ tới phần chính. Các bạn cho ít thôi nha, nhiều quá mình không có quấn được đâu. Cái này có nhiều cách làm lắm. Mình thấy người ta làm kiểu này ha. Xong rồi các bạn túm vào đây. Muốn làm vậy cũng được. Cái này các bạn có thể làm xong rồi bỏ vô freezer đó. Khi nào mình muốn ăn đó, mình lấy ra bỏ nước súp gà lên là ăn được rồi. Hồi nãy mình làm kiểu đó rồi, bây giờ mình làm kiểu nào nữa. Các bạn gấp lại như vậy, túm lại như vậy. Cũng giống kiểu kia. Còn một kiểu mà mình làm hoài không được, mình thấy người ta làm mình làm hoài không được. Hành thánh này các bạn muốn ăn cho nó trong cái tô cho nó đẹp á, các bạn chiên một hai cái, túm như vậy, họ túm vô như vậy, xong họ túm qua như vậy. Như đây thịt làm nhiều lắm á. Đúng là cái mắt bự hơn cái bụng. Thay vì gấp xéo mình vuông cũng vậy cũng được nè. Thịt qua đây. Việc này việc của mấy bà mấy ông bụng về làm này không có đẹp, này không có đẹp. Các bạn có chê gì thì chê chứ đừng có chê cái mình làm hoàn thánh này nha. Cái này là lò là chắc chắn rồi đó, khỏi cần chê. Mình tự chê trước rồi. Túm vô như vậy. Xong các bạn túm này lên như vậy. Túm như vậy là như vậy. Đơn giản để cho nó dễ. Bây giờ mình qua mình nấu nước các bạn ha. Làm mấy cái này luôn. Bây giờ mình nấu nước lèo nha các bạn. Mình cho hai lon nước súp gà đó. Như vậy cũng đủ rồi các bạn biết không? Nhưng mà tại vì mình có dư thịt nên mình làm luôn. Nước này cũng ngon lắm. Các bạn cho gừng vô nha các bạn. Cho tôm cũng được hay cho mực vô cho nó có mùi mì. Đúng là như vậy là mình có thể mình đem rồi mình ăn với lại hoàn thánh được rồi đó các bạn. Nhưng mà các bạn biết mình có dư ít thịt đó, thì mình bỏ vô luôn. Nếu không chút nào cũng chẳng làm gì. Thường thường hoàn thánh mì đó mình thấy họ cho mấy lát xá xíu lên trên á. Nhưng mà mình làm ở nhà mình đâu có làm phức tạp dữ vậy. Lát nữa mình cho miếng thịt này lên ăn cũng được. Nếu các bạn xài nước súp gà các bạn nhớ là họ có nêm rồi nha. Thành ra mình xong hết rồi mình mới nếm. Chứ mình không có nêm thêm gì hết. Rồi nước sôi rồi bây giờ mình vớt bọt nha các bạn. Mấy miếng thịt nó nổi lên coi như nó cũng đã chín hết rồi. Món này nếu mà ăn cho đúng mùi vị của nó luôn, các bạn nên dùng xương heo á. Các bạn có thể mua sườn non về cũng được cho nó lẹ. Bây giờ mình thử coi mình cần phải nêm cái gì. Mình cho 2 muỗng cà phê bột nêm nha các bạn. Mình cho 1 muỗng cà phê đường. Bây giờ mình vớt cái gừng này bỏ ra, mình không thích nó nặng mùi gừng quá. Được là chút xíu gần xong mình cho mấy nước mắm vô. Bây giờ mình cho mấy cái tay nấm này vô. Các bạn làm 3-4 tay nấm đủ rồi nha. Mình không làm cái nấm này là sẽ phải bỏ. Thành ra bỏ vô ăn luôn. Bây giờ mình vớt củ hành bỏ được rồi. Mực các bạn muốn để nguyên miếng như vậy hay các bạn xé nhỏ ra cũng được nha. Mực thì mình cũng để trong đó cho nó có mùi thơm. Đúng ra nấm này đó các bạn cắt ở trên chữ thập vậy nè.
cắt chiếu thập ở trên này cho nó rút nước vô á. Bây giờ mình cắt thành đôi luôn đi, lát nữa ăn cho dễ thôi chứ không có gì đó. Chút xíu mình cho chừng một muỗng canh nước mắm vô là coi như là được rồi. Mình cho khoảng một muỗng canh nước mắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm hành thánh. Nước sôi rồi các bạn, mình cho hành thánh vô nha. Bạn muốn ăn bao nhiêu cái thì làm bấy nhiêu nha, đừng có cho nhiều quá. Tại mình đang đói nên mình cho hết đĩa luôn. Hành thánh vậy là sôi là được rồi đó các bạn ha, nổi lên hết rồi. Các bạn nhớ khi mình vớt hành thánh lên á, mình cho ráo nước. Cái mắt lại bự hơn cái bụng rồi, quá nhiều. Kệ ăn bù cho những lúc đói khát. Tô hành thánh này hơi nhiều quá. Rồi bây giờ mình bưng qua các bạn. Vậy là tô hành thánh mì của mình xong rồi. Bây giờ chuẩn bị để ăn thôi. Mình cho chút hành ngò lên, cho chút tiêu. Mình cũng không thể nào quên được cái này. Cái này các bạn sẽ làm cho nó ngon lắm. Với một chút dầu. Thấy đơn giản nhưng mà ngon lắm các bạn. Nếu mà các bạn muốn ăn hành thánh mì đó, các bạn trần mì trước nha, xong rồi cái nồi nước sôi đó mình mới bỏ hành thánh vô mình trần. Nó tiện hơn cho các bạn khỏi phải mất công nấu hai nồi nước. Cái nồi nước lèo đó các bạn làm đã chiến, chỉ cần nước súp gà thôi nha. Không có cần phải làm thịt, tại vì mình có dư, hồi nãy mình có nói mấy lần rồi đó. Các bạn rảnh các bạn làm như vậy, ăn sáng cũng ngon lắm. Ăn rất là, ăn vài cái hành thánh như vậy. Các bạn xem nãy giờ mình làm nè, xong rồi. Bây giờ mình cất vào đây, ngày mai mình làm mình ăn. Cái này mình để sáng mai mình ăn, còn dư bao nhiêu mình bỏ tủ đá. Khi các bạn muốn ăn các bạn lấy ra. Món này đơn giản lắm, các bạn có thể làm sẵn. Còn nước lèo các bạn cũng có thể bỏ vô cái ơ giống như vậy nè. Rồi các bạn cất vô tủ lạnh. Buổi sáng chỉ microwave hâm là ăn thôi. Sáng ăn cho nó gọn. Ăn mấy miếng hoành thánh là đủ rồi. Các bạn có ý kiến gì hay kinh nghiệm muốn chia sẻ với mình đó, cho mình trong phần comment nha. Và nếu bạn thích video này, các bạn cho mình một cái like, subscribe và share cho bạn bè cùng xem. Chúc các bạn thành công trong món hoành thánh mì nha. Cảm ơn các bạn và chào các bạn.